Thì giống như chị Duyên nói là chị Duyên thấy khoảng 20 ngày. Thì Hân thì Hân cũng thấy là Hân uống khoảng chừng một chai là một chai rưỡi là Hân thấy là bắt đầu da nó thay đổi rất là nhiều. Cho nên là Nhật Bình nói là ai đang có muốn có cái ý định mà đi làm da, đi đi bắn nám, đi thăm nám thì mọi người khoan đã, uống một liệu trình này trước đi, rất là hiệu quả. Cái nồng lượng collagen trong cái cao nhất trong tất cả các brand về về collagen hiện giờ đó. Anh bảo đảm mà chưa có ai mà có là 160.000mg cho một chai, bảo đảm không ai, mà tươi mà không có pha một cái gì hết nha mọi người nha. Đó thì một ngày mình uống là từ 4.000 tới 5.000mg, là bác sĩ em hỏi bác sĩ là đúng là cái nồng độ đúng. Còn nếu mà mình uống dưới cái đó thì nó không có đủ cái tác dụng để nó tạo cái collagen. Collagen là tạo từ trong người đi ra chứ không phải thoa từ ở ngoài vô nha mọi người ha. Cho nên là mình phải uống. Đó lý do tại sao mọi người thấy dạo này da chị Duyên nó đẹp hơn. Đây không có filter, không có gì hết. Ngồi gần cho mọi người coi nè, da của mình luôn đó, da chị Duyên thấy không? Nó căng bóng. Thứ nhất là những người nào đang có cái ý định là đi làm da, muốn là bị nám, bị thâm nám, những cái người bắt đầu lớn tuổi á thì cái estrogen nó hạ xuống thì cái collagen nó cũng hạ theo. Và da nhăn và nám sẽ rất là rõ, đặc biệt là không đều màu. Thì đây là cái cơ hội mọi người nên uống thử đi. Nhật Bình nói thì không tin, để Nhật Bình kêu cái cô bé này là assistant, là trợ lý của chị Kỳ Duyên. Chị Duyên đã cho uống và đây là người thật việc thật, để cho mọi người thấy là Nhật Bình và người ta nó uống cho tới khi nào một liệu trình là bao nhiêu thì ba chai hoặc ba hộp là đó, một liệu trình. Đúng rồi. Nhưng hãng thì nói là những khách hàng phản hồi lại đó, nói uống trong 20 ngày là quý vị sẽ bắt đầu thấy lỗ chân lông nó khít, nó bóng. Thì bây giờ Hân là không có Hân ngồi giữa nè. Và bé này là chưa makeup nên đây ngồi đây. Sáng cũng dậy trời mặc đồ đây. Người thật việc thật. Đây, rồi em đã uống thử bao nhiêu chai và em thấy như thế nào thì em nói thật cho mọi người nghe đó. Em đã uống được em uống nhiều lắm rồi chứ. Em uống chắc cũng phải 7-8 chai rồi. Nhưng mà em uống được 1.5 chai là đã bắt đầu thấy da em nó khác hẳn rồi. Đấy, đây là người nó không đây, có đánh phấn gì. Đây là Bình sẽ cho mọi người xem là hình của Hân gửi cho Bình là cách đây lúc mà trước khi uống nha mọi người nha. Mặt mụn rất nhiều ha. Trước khi uống là bị thâm và tàn nhang như vậy nha mọi người ha. Đây. Wow. Và sau khi chị Duyên với Nhật Bình cho Hân uống thì đây là mặt mộc. Mặt mộc xích gần lại cho bà con coi. Ồ đó. Hai bên này. Và nó có cái độ bóng phấn gì hết. Nó có một cái độ bóng rất là đẹp. Đó là cái không có là gì đây Nhật Bình sẽ cho mọi người xem là before là cái da của Hân nó bị tàn nhang với lại tàn nám rất là nhiều ha. Hai cái khác nhau. Cái này là nó có nhiều công dụng lắm luôn. Em thấy uống vô là thứ nhất là khỏe hơn nữa nè. Rồi sau đó là còn da đẹp hơn, giảm thâm nám mụn. Em thấy sinh lý nữa cũng tốt nữa. Thơm tho hơn nữa phải không? Tại vì trong đây nó có chất hoa hồng Damask với lại hoa anh đào thì nó làm cho cái cơ thể mình detox và nó làm tạo cái mùi